Nam Mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Tăng Đoàn Phổ Môn Sư Tư, kính thưa tất cả quý vị đang có mặt trong buổi pháp thoại hôm nay và thưa tất cả quý vị đang theo dõi online. Hôm nay là một ngày mà quý vị bắt đầu hướng đến, hầu như mọi người đang hướng đến là ngày gì? Father Day, phải không? Ngày Father Day, phải không quý vị? Father Day, ngày cha. Thường thì khi nói với ngày mẹ thì tất cả chúng ta cảm thấy như sao? Nó gần gũi hơn, phải không? Nhưng mà nói tới ngày cha, sao thấy gì sao? Thấy sao quý vị? Thấy xa quá, phải không? Ngày mẹ thì thấy gần mà, ngày cha thấy xa quá. Thì hôm nay quý thầy muốn làm sao cho quý vị hiểu rằng ngày cha nó phải gần như ngày mẹ, phải không quý vị? Bởi vì nếu mình thương cha mà mình không có hiểu cha mình thì mình với cha mình sao? Rất là xa. Nhiều khi ngày Father Day là một cái ngày mà mình nghĩ rằng là ô, mình phải đưa ba mình đi ăn hoặc là mình tặng cho ba mình một món quà gì đó. Nhưng mà nó không có một cái sự kết nối. Nó giống như là gì quý vị? Là bổn phận và trách nhiệm. Mà thầy nghĩ người cha nào cũng có cái cảm giác là hình như mấy đứa con của mình nó làm sao, nó xa xôi với mình quá, mà ở trong đó cũng chưa có cái câu trả lời là tại sao. Thì hôm nay nhân trong cái ngày Father Day này, cũng như là cái ngày mà tất cả những người thân có mẹ mới ra đi, thì thầy cũng nương nơi cái ánh sáng giác ngộ này để đánh thức cho tụi con ý thức được cha như thế nào và mẹ thì như thế nào. Bởi vì khi mình hiểu á, thì mình mới thương cha mình được. Mình hiểu á, thì chiều nay các con mà hoặc là quý vị có một bữa đi ăn tối với cha mình á, thì cái buổi ăn tối đó mới có ý nghĩa và trọn vẹn, phải không quý vị? Thì quý vị thường thấy rằng khi nói về mẹ là mình cảm thấy ấm lắm, ấm áp lắm, phải không? Thấy gần gũi. Trong đó nó một cái sự chiều chuộng, một cái sự vỗ về, một cái sự nương tựa. Và mình có cái cảm giác rằng là mình như thế nào thì mẹ cũng chấp nhận mình hết. Quý vị feel được không? Có nghĩa là mình cảm thấy mình như thế nào thì mẹ cũng chấp nhận mình hết. Thí dụ như mình đau khổ, mình gục khóc bên cạnh mẹ thì mẹ cũng sẽ an ủi mình, phải không? Hoặc là mình có bị hư đốn gì đó thì mẹ cũng đón mình. Quý vị có thấy như vậy không? Thành ra khi mà nói về mẹ đó là mình cảm thấy giống như là một cái bầu trời bao la, vĩ đại và lúc nào cũng trùm mình lại hết. Nhưng mà quý vị thấy mỗi lần mình nói về cha đó là mình cảm thấy là khô khan, cứng ngắc và lúc nào cũng rầy la hết. Quý vị có cảm giác như vậy không? Mình có cái cảm giác vậy. Ví dụ mình nghĩ mình đang khổ mà mình không dám tâm sự với cha. Tại vì mình đang khổ mà tâm sự với cha, cái này khóc gì mà khóc? Cái gì đâu mà khóc? Phải đứng lên đi chứ, thấy không? Hoặc là cha thì lúc nào cũng, ví dụ mình nói con nha, mà hư nha, là phải bị rầy đó, hoặc là phải đi ra khỏi nhà đó, không có được ở trong cái nhà này. Thường thường chúng ta hay nghe người cha nói như vậy, phải không? Còn người mẹ thì con có làm sao thì cũng mẹ cũng gì? Cũng welcome hết,
Rồi người cha thì lúc nào cũng hướng cho con cái về một cái tương lai, cho nên rất là khó khăn đối với con cái. Thì bây giờ quý vị sẽ thấy rằng là nếu một cái tâm của mình đơn sơ, một cái tâm mình chưa có sâu sắc, thì mình dễ cảm nhận cái tình thương của người mẹ, nhưng mà mình khó cái cảm nhận được người thương, tình thương của người cha lắm. Bởi vì người cha, người mẹ là thiên về bên mặt tình cảm, mà người cha thì mặt lý trí. Người cha quý vị thấy la rầy như vậy, nhưng mà trong lòng rất là thương con, lúc nào cũng nhìn về cái tương lai, không có muốn con mình yếu đuối, không muốn con mình dựa dẫm, muốn con mình phải trưởng thành, muốn con mình phải mạnh lên, và muốn con mình phải có một cái tương lai để ổn định cuộc sống. Cho nên vì cái tâm huyết như vậy, nó đưa đến cái lối dạy con của người cha. Mình cảm thấy là không thương, nhưng mà họ rất là thương. Và lúc nào họ cũng muốn cho mình là trưởng thành. Họ muốn cho mình mạnh mẽ lên. Họ muốn cho mình có một cái tương lai tốt đẹp. Thì quý vị thấy cái khuynh hướng của người mẹ và khuynh hướng của người cha, là người mẹ là con như thế nào mẹ cũng bảo bọc hết. Cho nên ở gần người mẹ thì người con cảm thấy rất là yếu đuối, nương tựa nhiều hơn. Còn ở người gần người cha mà nếu mình hiểu á, thì trưởng thành, mạnh mẽ và đủ năng lực để bước vào đời. Nói như vậy không có nghĩa là người cha nào cũng vậy, hoặc là người mẹ nào cũng vậy. Trong người cha cũng có cái tính cách của người mẹ, trong người mẹ cũng có cái tính cách của người cha, nhưng mà chung chung là như thế. Cho nên á, thường là những người con mình chưa trưởng thành đủ để mình có thể hiểu được, thấu được cái tình thương của người cha dành cho mình. Mà khi mà không thấu hiểu được thì mình sao? Mình sao quý vị? Mình không hiểu thấu thì cái tình thương của mình nó là sao? Nó khó open, nó khó mở ra đối với người cha. Mình không mở ra được. Mình khó mà tâm sự được với người cha. Mình khó có thể mà đối với người cha mình cảm thấy rằng là mình rất là sợ. Và nhất là mình mà có một cái lỗi lầm gì đó là mình dám nói với người mẹ, nhưng mà mình không bao giờ dám nói với người cha. Bởi vì nói với người cha nhiều khi mình cảm giác như người cha không thông cảm mà còn rầy la mình nữa. Nhưng mà thật ra không phải là họ không thông cảm. Trong đó họ có thông cảm, nhưng mà họ vẫn gì quý vị? Vẫn rầy la. Họ có thông cảm trong đó chứ, nhưng mà họ không thể hiện cái sự thông cảm cho mình thấy, mà họ thể hiện cái sự rầy la để cho mình trưởng thành, để cho mình mạnh mẽ hơn. Bởi vì họ biết rằng bên cạnh mình lúc nào cũng có người mẹ rồi. Người mẹ lúc nào cũng bao bọc chở che chiều chuộng mình rồi. Cho nên họ không cần làm cái điều đó nữa. Họ phải làm cái điều mà người mẹ chưa làm, hoặc là người mẹ không làm. Và đó là cái thể hiện của người cha. Cho nên đó là tại sao mình phải có cha và có mẹ. Nếu không thì đâu cần phải có cha có mẹ, phải không? Nếu mà mẹ với cha giống nhau thì đâu có gọi là mẹ với cha, phải không? Mẹ một kiểu và cha một kiểu. Nhưng mà chính hai cái kiểu đó mới thành tựu cho mình. Nếu mà
cha và mẹ mà giống cha không thì chắc có lẽ mình sao? Mình sao quý vị? Mình sao? Chắc bỏ nhà ra đi quá. Phải không? Chịu không nổi. Nhưng mà nếu cha với mẹ mà giống mẹ không thì không bao giờ mình lớn được hết. Baby forever. Đúng không? Nếu cha với mẹ mà giống mẹ không á thì mình chắc không bao giờ lớn đâu. Bởi vì đối với mẹ con sao mẹ cũng thương hết, và ngay cả con hư mẹ cũng gì? Cũng thương hết. Và con sao mẹ cũng đón con hết. Có bộ cái kiểu đó mình khoái hơn phải không? Mình thích hơn phải không? Nhưng mà cuối cùng sao? Không có trưởng thành, không có khôn lớn, không có nên người. Còn nếu mà người mẹ mà giống người cha mà lúc nào cũng thế này thế kia thế nọ, phải thế này phải thế kia phải thế nọ, không được lỗi lầm, phải nên người, phải trưởng thành, phải thế này thế kia, phải riết rồi làm sao? Rồi sao? Thôi phải không được thôi, goodbye cha mẹ, sao? Cảm ơn, đi ra khỏi nhà. Quý vị thấy không? Cho nên á, giữa cha mẹ họ thấu hiểu được, cho nên giống như là họ biết cách để mà nương nhau mà dạy con cái. Và từ chỗ đó quý vị mà tinh tế một chút xíu thì quý vị sẽ hiểu được cái tình thương của người cha dành cho con cái rất là sâu sắc. Và quý vị không biết là mỗi lần người cha họ nhìn thấy những đứa con của họ trưởng thành á, trong lòng họ vui không? Họ vui không quý vị? Họ rất là vui. Họ rất là vui. Nhưng mà ngay cả khi họ vui đó, họ cũng không có biết thể hiện được cái niềm vui đó đối với con của họ. Cho nên người con cũng không cảm nhận được người cha đang nghĩ gì, đang cảm nhận như thế nào. Lúc nào cũng người con cũng cảm thấy là người cha khó khăn, nguyên tắc, khô khan, cứng. Thì quý vị có thấu hiểu được cái điều này không? Cho nên hôm nay cái ngày Father Day, Thầy muốn tất cả chúng ta phải lắng lòng nhìn lại để thấu hiểu được cái tình thương của người cha dành cho con. Và khi mình thấu hiểu như vậy rồi á, thì tự nhiên cái trái tim của mình á, nó là sao quý vị? Đối với người cha sao? Nó open. Mà quý vị lạ lắm, cái trái tim mình open thì người cha cũng sẽ open. Quý vị thấy không? Quý vị cảm nhận cái trái tim mình open với người mẹ và người mẹ open lại với mình rất là dễ dàng phải không? Nhưng mà như cái cảm giác trái tim mình open với người cha và người cha open lại với mình rất là hy hữu, rất là hiếm. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta thấu hiểu được cái điều đó thì cái sự open đó hai bên sẽ sao? Sẽ cảm nhận được. Hai bên sẽ cảm nhận được thì cái ngày Father Day mới thật sự là ý nghĩa. Có nghĩa là trong đó có hiểu thì mới có thương. Thì cái buổi gặp mặt nó mới ý nghĩa. Và Thầy muốn tất cả chúng ta phải có mặt trọn vẹn với người cha của mình như là chúng ta có mặt với người mẹ của mình. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy á, có nghĩa là chúng ta đang nói với cha chúng ta là sao? Nói cái gì với cha mình? Nói gì?
Lúc này nói cái gì với cha mình? Nói gì China? Con sẽ nói cái gì với cha hôm nay nếu mà con được thầy mở cho con hiểu thấu được cái tình thương của cha các con dành cho các con, thì con sẽ nói cái gì với cha con trong ngày hôm nay? Con thương ba nhiều, mà lúc này con nói bằng gì? Trái tim. Khi mà con nói bằng cả một cái trái tim, cả một cái sự open trọn vẹn, là người cha hiểu được rằng là mình hiểu được người cha. Mà khi hiểu được như vậy, nó không cần phải mình tặng cho cha một cái món quà gì đâu. Không phải là phải cần một bữa ăn hoặc là một cái món quà, mà cái sự hiện diện của mình, cái sự open của mình, cái sự thấu hiểu của mình, đó là món quà vô giá mình tặng cho ba mình. Và ba mình cũng sẽ cảm nhận được cái món quà đó mình dành cho ba mình. Thì nếu mà làm được như vậy á, thì thầy nghĩ cái ngày Father Day mới làm sao? Mới có ý nghĩa. Còn nếu không á, mình làm như một cái gì là bổn phận, tại vì có ngày mẹ thì phải có ngày ba. Nhưng mà ngày cha không có một cái ý nghĩa nào hết, là bởi vì có ai hiểu thấu được cái tình thương của cha mình dành cho mình đâu. Thành ra nếu thầy nghĩ một người con lớn lên mà chỉ có mẹ không mà không cha, người con đó cũng sẽ không trưởng thành. Mà người con lớn lên mà có cha mà không có mẹ, người con đó cũng không trưởng thành. Thành ra sự trưởng thành của chúng ta, sự khôn lớn của chúng ta ngày hôm nay, đó là cái kết quả nuôi dạy của cha và mẹ. Thành ra công ơn của cha và mẹ đều như nhau. Chỉ có cái cách thể hiện của cha và mẹ khác nhau mà thôi. Quý vị đồng ý cái điều này không? Và hôm nay cũng trong cái ngày Father Day, thầy muốn kể một câu chuyện giữa cuộc đời của thầy và ông thân của thầy là thiền sinh Hội Đạo, hiện nay đang ngồi trong thiền đường ở đây. Tại vì quý vị biết là thiền sinh Hội Đạo từ nhỏ đến lớn có một điều đặc biệt là rất là có hiếu với cha mẹ. Và đồng thời là khi mà lớn lên á, thì cũng vậy, thương con, thương vợ. Nhưng mà giống như thầy nói, cái cách chia sẻ, cái cách hướng dẫn thì sao? Rất là nguyên tắc, rất là khô khan, rất là khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấu, mình thấu được thì mình thấy trong thiền sinh Hội Đạo lúc nào cũng có một cái tầm nhìn mong cho con mình có một cái đời sống tốt đẹp, học hành nên người, có đạo đức và biết hướng về cái đời sống tâm linh. Cho nên quý vị biết rằng là khi mà thiền sinh Hội Đạo nghĩ tới cái tương lai của con cái là phải nghĩ tới cái vấn đề học vấn. Sau cái học vấn xong rồi thì nghĩ tới cái tâm linh, thì lại hướng con cái vào cái đời sống tâm linh, hướng về Phật, tu tập để làm sao có một cái đời sống tâm linh tốt đẹp. Thầy đã cảm nhận cái điều đó rất là nhiều nơi thiền sinh Hội Đạo. Nhưng mà quý vị biết cái gì cũng có nhân quả hết. Khi tâm của mình mà có một cái tâm trong sáng, đạo đức, hướng thượng, thì cái quả lành nó sẽ đến. Thì cái nhân duyên của thầy đối với thiền sinh Hội Đạo là thầy có một cái nhân duyên hai lần trong cuộc đời
đưa thiền sinh hội đạo về nhà. Một cái lần là về nhà thế gian, và lần thứ hai là về nhà giác, giác ngộ. Đó là cái vì thầy thấu hiểu được, cho nên thầy đền ơn bằng hai lần đưa về nhà. Thì hôm nay thầy kể có thiền sinh hội đạo đây, đúng ra là thiền sinh hội đạo sẽ phải chia sẻ, nhưng mà thôi, thầy muốn share nhân cái ngày Father Day này. Lần về nhà thứ nhất là lúc đó thiền sinh hội đạo đi học tập cải tạo, và sau đó thì được trở về. Nhưng mà khi mà đi học tập thì nhà dời qua một cái địa điểm khác, cho nên thiền sinh hội đạo không có biết đâu là cái nhà của gia đình mình. Thành ra khi trở về đi tìm, tìm đường về nhà, nhà của vợ và con của mình, thì lúc đó thầy khoảng 13 tuổi. Thật sự thầy, vì thầy có một cái nỗi thao thức trăn trở, cho nên thầy cứ thôi thúc cái chốn về, cho nên cũng không biết rõ mặt thiền sinh hội đạo là như thế nào nữa. Mà chắc có lẽ hội đạo cũng đông con quá, cho nên cũng không biết thầy là ai nữa. Cho nên khi mà hội đạo trên đường đi về chiều tối rồi, mới lần về gần nhà, thì thầy đang ở ngoài cùng bạn bè sinh hoạt. Thì thầy thấy một người tới hỏi là có biết cái nhà của bà Thanh không? Thì thầy nghe có người hỏi nhà về, thì thầy nói dạ biết, để thầy dẫn về. Rồi thế là thầy đưa người đó về, về nhà. Trên đường đi về nhà thầy cũng chẳng biết đó là ba của thầy, mà người đó cũng chẳng biết thầy là con của họ nữa. Thế là hai người về tới, thầy dẫn về tới nhà. Thì lúc đó mới, trong nhà thầy mới thấy mấy người kêu ba ba, ba về, ba về. Thì thầy mới bắt đầu, ủa, ba của mình đó hả? Rồi cái người đó bắt đầu nhận ra, ủa, con của mình đó hả? Rồi lúc đó mới biết. Quý vị thấy trong một đời mà cũng không biết nữa, huống gì là gì? Là nhiều đời, nhiều kiếp. Mặc dù thầy cũng có đi thăm, mà thầy cũng không nhớ. Mặc dù người đó cũng gặp thầy, tại vì khi mà đi học tập là thầy còn quá mới chào đời thôi, cho nên mọi thứ nó cũng không có rõ ràng. Khi về tới nơi á, là mới bắt đầu nhận ra là đây là ba của mình và đây là con của mình. Thì lúc đó là một lần thầy đưa về nhà. Quý vị thấy không? Đó là lần về nhà thứ nhất. Lần về nhà thứ hai là lần nào? Lần về nhà thứ nhất là về nhà thế tục. Còn lần về nhà thứ hai là về nhà giác, giác ngộ. Thiền sinh hội đạo là cái người rất là thâm hiểu về Phật Pháp, rất là tôn kính Phật, trọng tăng, và rất là siêng năng đi chùa, tụng kinh, bố thí, cúng dường, làm phước, sống rất là đạo đức, biết nhân quả, biết tội, tội báo, rất là tỏ tường. Nhưng cho dù thấu hiểu tất cả kinh của Phật và tôn kính Phật, trọng tăng, nhưng cũng chưa thấu được mình thật sự là ai, và chưa thật sự giải thoát ra khỏi cái sự trói buộc của vô minh, tham ái và sân hận. Sau khi thầy đã trở về, thể nhập vào cái thể tánh rộng rang thanh tịnh của chư Phật, thầy thấu hiểu được cái căn cơ của thiền sinh hội đạo. Người đã có căn cơ, chỉ cần đánh thức cái hạt giống giác ngộ là người này sẽ về được
và sẽ thoát ra được cái sự dính mắc. Cho nên từng bước, đây là thầy, thầy đền ơn. Gọi là hôm nay gọi là Father Day. Thầy muốn nói cái chỗ đền ơn. Thầy đền ơn bằng cách thầy không giống như quý vị là tặng cái này, tặng cái kia cho cái nọ. Đó cũng là thế gian. Thầy đền ơn bằng cách là từng bước, thầy khai thị điểm hóa, đánh thức cái tiềm năng giác ngộ trong tâm của thiền sinh hội đạo. Cho hội đạo từng bước trực nhận ra được cái thể tánh rộng rang thanh tịnh, bất sanh bất diệt, nơi chư Phật và nơi chính bản thân của mình. Và từng bước giúp thiền sinh hội đạo thấu suốt được cái chấp thật trong tâm. Mê lầm cho nên chấp tất cả các cảnh, chấp luôn cả kinh luật luận, chấp luôn cái sự sống thế gian này là thật. Từng bước trực nhận ra được tất cả cái đó cũng chỉ là mộng huyễn, chỉ là hư ảo. Chỉ có trở về với cái thể tánh rộng rang thanh tịnh vô nhiễm, đó mới thật là quê hương đích thực của mình, đó mới là cái ngôi nhà thật, mới thoát ra khỏi cái cội nguồn của khổ đau. Còn cái ngôi nhà đầu tiên thầy đưa về, đó chỉ là ngôi nhà của thế tục thôi. Và cái ngôi nhà thứ hai thầy đưa về là cái ngôi nhà giác ngộ. Và quý vị biết, từng bước, thiền sinh hội đạo, vì cái chủng tử Phật đã có trong thiền sinh hội đạo rồi. Và thiền sinh hội đạo cũng có lòng muốn, muốn tu tập để làm sao trở về với cái thể tánh của chư Phật. Và khi mà thầy đến cuộc đời này, mà thầy sanh ra trong cái gia đình của thiền sinh hội đạo và Liễu Tuệ, thì chắc chắn là họ phải có cái chủng tử Phật, thì mới thầy mới vào trong cái gia đình đó. Cho nên quý vị biết, từng bước khi trước khi thầy đi tu á, thiền sinh hội đạo và Liễu Tuệ á, trợ duyên cho thầy rất là nhiều, tạo duyên cho thầy về những cái nơi tu học. Khi thầy đi tu là trợ duyên rất là nhiều, chỉ mong cho thầy làm sao để mà thành tựu được cái chí nguyện giác ngộ độ sanh. Cho nên khi mà thầy đã trở về sống trong cái thể tánh đó rồi, thì từng bước thầy khai mở tuệ giác cái thiền sinh hội đạo và thiền sinh Liễu Tuệ. Cả hai tỏ suốt chốn về, trực nhận ra được cái thể tánh thanh tịnh của chư Phật và phát nguyện giải thoát cái cội nguồn vô minh tham ái và sân hận. Từ đó, thiền sinh hội đạo phát nguyện là chỉ về nhà giác ngộ. Và nhà giác ngộ đó là quê hương đích thực mà thiền sinh hội đạo cũng như thiền sinh Liễu Tuệ cần phải trở về. Thì đó là cái ngày mà thầy đã đền ơn. Và hôm nay thầy muốn mời thiền sinh hội đạo lên đây. À, thiền sinh hội đạo lên đây có đôi lời trong cái ngày Father Day. Thầy rất là vui khi mà đền ơn được cái công ơn sanh thành của thiền sinh hội đạo và thiền sinh Liễu Tuệ đã trợ duyên cho thầy rất nhiều. Và thầy cũng rất là hoan hỷ là trong suốt thời gian qua, mặc dù độ cho một người thân của mình để mà đi đến cái chốn về giác ngộ giải thoát không có dễ, không quý vị, nhưng mà thiền sinh hội đạo rất là chân thành, rất là tha thiết. Bây giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay để đón thiền sinh hội đạo. Thiền sinh hội đạo đứng bên nào? Bên này. Dạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa Thầy Giác Ngộ, thưa tất cả sư cô, thưa chú, tất cả thiền sinh, tập sự có mặt ngày hôm nay. Kể ra hồi đào thường thường mà lên mà nói như thế này, đến khi hồi đào nói lắm. Là vì sao? Bây giờ đôi khi mình lên mình nói, giờ mình nói về vấn đề mà Thầy Giác Ngộ, đôi khi mình nói như vậy, đôi khi người ta hiểu lầm, đôi khi mình cái chuyện sự thật cái nói như vậy, nhưng có nhiều người họ hiểu lầm, tưởng là mình thần tượng hóa một vị giác ngộ, mà những sự thật đó nó quá rõ ràng rồi, ai cũng biết rồi. Không những bây giờ cả người Việt Nam, bây giờ cả quốc tế bây giờ cũng biết các vị giác ngộ rồi, quá biết rồi đó. Cho nên hôm nay bây giờ cái chuyện mà bây giờ cái chuyện hồi đào chỉ nói về cuộc đời một tí đó, thì bây giờ có lẽ mà thiền người là thiền sư mà dù thiền mà sinh vào trong gia đình của hội đạo, cái này đây là có thể nói là bây giờ nói là từ trên xuống nó rõ ràng. Cái hôm mà thụ thai á, thì bây giờ ngoài phòng thì có một người mặc đồ đen đấy, cửa lại là kêu vô này, cô ơi cho tôi gửi người con, hay vậy đấy. Đó, cho nên khi có thai mà khi mà bắt đầu mà mới 1, 2, 3 tuổi lên một rồi là thưa ba thưa má cho con đi tu, hay vậy đấy. Thì cuộc đời lớn lên rồi thì lo học, ngoài đó là học trầm tư mặc tưởng, lo cái vấn đề thao thức trong người, không chơi với bạn bè, không y cả, lo cái vấn đề của mình thôi, như vậy đó. Đó, thành bây giờ như vậy, cho nên hồi đàm mình mới thấy đây có lẽ cũng đúng rồi. Như vậy bây giờ trong hồi đào có 10 người con, mất một bây giờ là còn 9. Chỉ ngoài Thầy Giác Ngộ ra bây giờ còn 8 người thì bây giờ đã sinh sống tại Mỹ. Và bây giờ họ bây giờ công an việc làm thì họ cũng tròn vẹn cả, đầy đủ cả, cuộc sống nó tròn vẹn sung túc. Đó. Cho nên khi mà thầy lớn lên rồi thì bây giờ bắt đầu bắt đầu xuất gia, thì nói thật với quý vị, cái lòng của hồi đào về cô Liễu Tuệ mong cho thầy được xuất gia, đương nhiên cái chuyện nó phải như vậy rồi. Cho nên nó có nhiều cái giai thoại nó vui lắm, khi mà mời thầy đi xuống ở dưới để mà Sài Gòn để làm lễ xuất gia, thì bây giờ hồi đào lại mời tất cả Phật tử của chùa Trúc Lâm đi, thì cả đi rất nhiều hồi đào vậy. Khi đó cũng không có tiền nhiều nghe, mọi người cũng mời đi rồi bây giờ trả tiền xe, đôi khi về có một chuyến xe không có tiền trả, thiếu tiền thì áo tràng họ chắc áo tràng luôn, tất cả thiền sinh các nơi họ thấy tội và họ đóng tiền có đủ để mà trả cho cái người xe như vậy. Cho nên nói cái tâm hướng về cái vấn đề mong cầu cho thầy đi tu, phải nói là bây giờ nó rất nhiều. Thành hôm nay phải nói rằng cái ngày Father Day hôm qua, gia đình làm cái lễ như vậy thì chính thầy cũng xuống nhà để dự cái lễ Father Day ở về trong đại gia đình. Rồi thầy cũng chia sẻ cho tất cả các anh chị em, tất cả về vấn đề cái chuẩn về giác ngộ. Đó là cái điều mà hồi đào rất vui mừng, rất vinh hạnh cái chuyện đó. Thế rồi bây giờ mình nói cái chuyện qua, bây giờ cái chuyện nó có nhiều cái trường hợp nó như thầy vừa rồi mà đã nói rồi đấy, cái chuyện trong giữa cái thế gian này mà chúng ta đôi khi nó cái luân hồi ấy, nó có không quý vị? Có mà. Bây giờ giữa cái thế gian này mà bây giờ cha về con đó, mà không gặp nhau nữa cũng không nhìn ra nhau, con không biết cha không biết con, dễ sợ chưa? Đừng nói gì như vậy, giữa cái thế gian này có, thế bây giờ mình đã đi rồi thì chuyện bây giờ nó lẫn lộn, nó bình thường rồi. Đó, cái chuyện đó thầy kể rồi, thầy đào khỏi kể nữa. Thế nhưng bây giờ hồi đào chỉ nghĩ rằng bây giờ hai lần để thầy đưa hồi đào, một lần là đưa về gia đình thế gian. Hồi đào kỳ sau 75 hồi đào đi ở tù 8 năm, đi cải tạo đó. Đi cải tạo 8 năm mình được tha về. Tha về trước thì hồi đào là có cái cư xá của sĩ quan, mà sau này bây giờ cộng sản nó về rồi nó đuổi ra, thành mua nhà ngoài đào, đâu có biết nhà đâu.
Thì buổi chiều về trên đường về xe xuống bên xe đi vô rồi không biết bây giờ nhà chỗ nào. Thế tự nhiên gặp gặp thầy ấy. Thế thầy cũng tròn 13 tuổi. Thầy không biết thầy là ai. Thầy hỏi bây giờ con ơi, con biết đây nhà của bà Thanh đâu không? Đó. Thì cô ta mày bảo bây giờ không để con biết để con dẫn về. Đó. Thì khi dẫn về tới nhà rồi bây giờ con cài mình để con lợn theo biết mặt bố rồi không thấy ba về đó khi rồi là mình bừng tỉnh đó ở đây thì đây là con mình và chính thầy cũng nói đây là bố mình quý vị thấy chưa cuộc đời là nói như vậy rồi để mình thấy rằng bây giờ trên con đường để mình làm sao trong cái thế gian này mình làm sao mình bây giờ mình phải quyết chí mà đi tu làm thế nào để một ngày nào để thầy đưa mình vào thể nhập vào cái thể gì giác ngộ đó thân thang tanh thanh tịnh rộng rang có như vậy còn không mình sẽ đi vào trong trong trôi lăn trong sinh tử luân hồi thì bây giờ quý vị đã thấy rồi đó cuộc đời là nói như vậy đó thành bây giờ mình chỉ mong rằng tất cả của cái thế gian này bây giờ ai còn về cả bây giờ giữa cái đam mê của cái thế gian này ai còn muốn hết cả cái lòng tham ai cũng muốn tham sân si ngạ mạn bây giờ ai muốn hồi đào cái siêu đào bị nhiều lắm ghê lắm không phải chuyện vừa đâu nhưng bây giờ sau khi mà theo thầy rồi mình lần lần mình mới thấy rằng tất cả những cái lầm chấp hẳn để như vậy bây giờ mình giận ai mình ghét ai mình đâu thì bây giờ ai đau khổ tính mình đau khổ thì mình biết tại vì sao để mình ôm cái đau khổ mình thế bây giờ mình biết mình không đau khổ để thế bây giờ mình thả nó ra thì lần lần thả tất cả cái dính mắc gì trong người lần lần hồi đào thả lần lần thì bây giờ phải nói với quý vị có thấy rằng cái giờ này hồi đào là 87 tuổi mà vẫn vui tươi khỏe mạnh có thể viết văn được có thể làm thơ được. Bởi cái tuổi này rất khó cho những người khác được như vậy đó. Thành bây giờ cái cơ hội này, hôm nay thầy cho đây nói chuyện, thầy cũng mong rằng tất cả chúng sanh các thiền sinh, ấy, chúng ta luôn luôn học hỏi, luôn luôn hướng về giác ngộ để cầu mong một ngày nào mình giải thoát được cái vấn đề, cái cuộc sống dở tạm của thế gian này để thầy lần lần có thể đưa mình vào một cái thế giới giác ngộ, thanh tịnh, thân thang rộng rang và không nhiễm ô mô Phật. Rồi hôm nay là Happy Father Day ha, hôm nay là thiền sinh hội đạo ha, ông thể nhập vào thể tánh thanh tịnh. Trở về nhận lại cái thể tánh đó, thể tánh vốn sẵn để chính mình. Đó, cái ngày vui là thiền sinh hội đạo đã nhận ra được cái con người thật của mình là đã về được quê hương giác ngộ. Đó là cái chốn về của thiền sinh hội đạo và thoát khỏi cái khổ đau. Thì hôm nay trong cái ngày Father Day, Thầy mong rằng tất cả người con hãy nhìn cái gương của Thầy và nhìn cái gương của thiền sinh hội đạo. Hãy sống trọn vẹn và hãy thấu hiểu người cha của mình. Và nếu mình thật sự thương cha thì không phải đền ơn theo cái thế tục mà phải tinh tấn tu học để làm sao sớm trở về với cái thể tánh rỗng rang thanh tịnh, giải thoát cái khổ đau và trợ duyên cho cha của mình. Quý vị thấy hiện nay thiền sinh hội đạo và Liễu Tuệ năm nay là 80 mấy tuổi phải không? Nhưng mà cuộc sống họ rỗng rang lắm, cuộc sống họ thanh tịnh lắm, cuộc sống của họ nhẹ nhàng lắm. Hai người tự lo, con cái không cần phải lo gì hết á, họ có niềm vui rồi,
họ có niềm vui trong cái đời sống tâm linh. Họ tự lo cho cái bản thân của họ và họ tìm về thiền viện để tu học, làm sao mà để thể nhập hoàn toàn vào cái thể tánh của chư Phật, của bậc thầy giác ngộ, và ngay đó để mà thoát khỏi những cái niệm dính mắc do vô minh, tham ái và sân hận. Thì thầy mong rằng là tất cả các sư cô, sư chú phải tinh tấn tu học làm sao mà để đền ơn cha mẹ của mình, nghe không? Cha mẹ còn cũng như cha mẹ đã khuất. Chỉ có giác ngộ mới đền ơn trọn vẹn. Tất cả thiền sinh cũng vậy. Hôm nay cái ngày Father Day, thầy cũng mong tất cả quý vị tinh tấn tu học để mà trở về với cái thể tánh của chư Phật và đền ơn cha mẹ. Và đồng thời tất cả quý vị có người thân, có cha, có mẹ vừa mới ra đi, hoặc là tất cả quý vị đang theo dõi online, phải nhớ rằng cha mẹ lúc nào cũng thương mình hết. Những cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Và nếu mình muốn gần cha mẹ, muốn giúp cha mẹ, thì mình phải thấu hiểu được cha mẹ. Và mình phải tinh tấn tu học. Thì hôm nay là thầy cũng mong Tuệ Luân, Gina, Trọng Nhi, tụi con hãy tinh tấn tu tập nha. Thầy sẽ từng bước trợ duyên cho các con. Thầy biết là khi mẹ các con ra đi, cho dù thầy có đánh thức tụi con tỉnh ra một, nhưng mà rồi cái sự dính mắc, cái sự bám víu đó nó cũng còn đó, nó cũng sẽ trở lại, nó chưa thoát ra hoàn toàn đâu. Và trong thời gian 49 ngày, mẹ con rất là cần cái sự tu học của tụi con, cần cái sự tươi mát, cái sự tỏ tường, cái sự rõ ràng. Và tụi con phải thoát khỏi cái sự dính mắc trong tâm để trợ duyên cho mẹ, và đồng thời cũng trợ duyên cho ba. Đó, ba con còn sống cũng rất là cần cái sự sáng suốt của các con, cần cái sự tươi mát, cần cái sự tỏ tường để từng bước trợ duyên cho mẹ và trợ duyên cho ba. Thì quý vị thấy thầy đã độ được cho song thân của thầy, thì độ cho quý vị khó hay dễ? Khó không dễ? Dễ, bởi vì song thân là khó độ nhất. Quý vị hiểu không? Độ cho người ngoài mà dễ, độ cho song thân là khó lắm. Bởi vì trong lòng song thân lúc nào cũng nghĩ đó là cha, đó là mẹ. Mà cha mẹ là cha mẹ nói mình nghe, chứ mình làm sao nói cho cha mẹ nghe được, phải không? Nhưng mà bởi vì thầy đã thoát ra khỏi cái sự trói buộc của kiếp người rồi, thoát ra khỏi cái ta và người, cái con và cha mẹ rồi, cho nên nơi thầy đã rộng rang, nơi thầy đã thanh tịnh, nơi thầy đã vô nhiễm rồi. Chính vì vậy mà thiền sinh Hội Đạo và Liễu Tuệ khi đến với thầy dần dần không còn có khái niệm là cha và con, cũng như mẹ và con, mà giống như một thiền sinh đến với bậc thầy giác ngộ để từng bước được khai ngộ, trở về trực nhận cái thể tánh rộng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, để thoát khỏi cội nguồn vô minh, tham ái và sân hận. Và cuối cùng thầy đã làm cái điều đó cho thiền sinh Hội Đạo và Liễu Tuệ. Thì thầy đã làm cho Hội Đạo và Liễu Tuệ tỏ suốt chốn về và trực nhận ra được mình thật sự là ai. Thì cái chuyện mà cứu giúp tất cả chúng sanh này đối với thầy không có khó. Chỉ có điều một cái khó là quý vị có muốn hay không? Tất cả quý vị có muốn thầy giúp hay không? Có muốn thầy đánh thức cái chốn về hay không? Có muốn thầy giúp cha mẹ mình hay không? Và giúp cho bản thân mình làm sao trực nhận được cái thể tánh thanh tịnh đó, và làm sao thoát khỏi được cái khổ đau dính mắc
mà trói buộc chúng ta đời này qua đời khác. Thì đó là cái điều mà Thầy muốn nhắn gửi quý vị trong ngày hôm nay. Và đó là ý nghĩa của ngày Happy Father Day. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thế nào? Có nhiều người cũng không biết là thiền sinh Liễu Tuệ là ai. Thầy mời Liễu Tuệ và Hồi Đạo lên đây luôn. Hôm nay là lên đây cho mọi người cảm nhận không? Mấy người online nhiều khi chưa có thấy. Giờ Liễu Tuệ Hồi Đạo lên đây. Đó, chân tràng pháo tay. Đây Liễu Tuệ Hồi Đạo. Liễu Tuệ đứng đây. Đây, đây là Liễu Tuệ Hồi Đạo. Trốn về giác ngộ. Này là Liễu Tuệ năm nay cũng 80 mấy tuổi rồi, 83 tuổi rồi mà tỏ suốt trốn về tươi mát. Quý vị thấy không, 80 mấy tuổi mà tươi không? Rất là sáng. Hội Đạo cũng vậy, rất là sáng. Và hai người nguyện đi trọn con đường giác ngộ và về nhà giác ngộ để mà cùng về với chư Phật, với bậc thầy giác ngộ để giải thoát khổ đau. Rồi chúc mừng Hồi Đạo Liễu Tuệ nha. Dạ, thăm quý vị. Dạ. Xin thêm quý vị bốn câu thơ của một vị thiền sư. Chuông ngân vang vọng bờ sinh tử, réo gọi ai ơi tỉnh giấc nằm. Mặt trời giác ngộ khi mừng ngày, bao nhiêu nghiệp chướng hóa thành không. Rồi.